Xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Thì còn bây giờ là cũng hơn 2 giờ. Chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Kha Vạn Cân hướng về cầu Bình Triệu, cầu Bình Lợi. Ở đây bên trái là trung tâm hội nghị tiệc cưới Moon Play, số 624 Kha Vạn Cân. Đó, và chiều hôm nay thì mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ trải nghiệm chuyến phà đi từ Thủ Đức đi qua Bình Quế ha. Ngay đây là ngã ba đường Thủ Kha Vạn Cân với lại đường số 36 bên trái. Sài Gòn chiều nay quá trời mưa tràn ngập cả khu Thủ Đức luôn á. Rồi chúng ta bây giờ mình sẽ quẹo trái, quẹo qua đường số 36 nè. Bây giờ mưa quá. Đi đường này để đi về Thanh Đa, Bình Quế luôn. Bây giờ đợi quán bán xe ta qua đường nè. Ông thấy trên đường Kha Vạn Cân nước đọng quá trời. Rồi qua đường thôi. Ngay đây cái cua nữa, qua đường cũng hơi khó. Ngay đây có cái chợ nhỏ nhỏ, nước ngập linh láng. Mới có một trận mưa đó. Mưa cũng kéo dài khoảng 20 phút. Nước đã bình địa một cái khu. Lại có cái chợ nhỏ nhỏ ven đường. Nước ở đây thì nước hơi đen, nước cống hơi đen. Người ta đặt máy, đặt máy để bơm cho nó hót gió lẹ. Cái cống bên đây cũng giống như là nó bị nghẹt hay sao đã bơm qua cái cống bên kia. Biết là ngập quá, người ta có công cụ chuyên dụng luôn, hút nước. Ngày nay không biết cái bến phà nó còn không. Bến phà qua Bình Quế biết còn không ha. Mấy bữa em đi cái hướng từ Bình Quế qua nhưng mà thấy đóng cửa. Còn bây giờ sẵn hướng đi từ Thủ Đức, từ Kha Vạn Cân đi qua để xem nó như thế nào. Rồi chia sẻ với anh chị và các bạn để chúng ta lâu rồi mình không có về Sài Gòn thì cũng biết được cái hướng từ Thủ Đức đi qua Thanh Đa nó như thế nào ha. Từ đây mình cũng có thể đi bến Bạch Đằng cũng được, thông qua cái tuyến tàu bến Linh Trung Bạch Đằng. Ở đây là Linh Đông chứ ha, đây là Linh Đông. Ở đây mà không còn phà nữa thì hơi đi vòng ra hơi xa. Bây giờ còn cái chuyến phà nào không hay là sao không thấy ai hết vậy trời. Kể từ ngày 1 tháng 7 bến đò ngừng hoạt động cho tới khi có chỉ thị mới. Nhìn bên kia là Thanh Đa nhưng mà đò ngày nay đã ngừng hoạt động rồi. Rồi thôi chia tay thôi. Làm tưởng đâu còn. Rồi cảm ơn anh. Buồn hiu hắt luôn. Nhìn qua bên kia xong thì rất là gần nhưng mà
giờ đoàn nghỉ rồi. Ở đây người ta bán cá phóng xanh quá trời. Lượng cá được thả đi. Nhưng mà bán cho người ta có nhu cầu phóng xanh đó, người ta mua. Sẵn đây đi, chắc mình đi khám phá khu này luôn đi. Đây là khu đường 36 ha. À, bên phải có trung tâm học tập cộng đồng. À, những khu xóm hẻm ở đây không biết như thế nào. Em khám phá thử khu xóm bên đây. Đây là hẻm 74 nè. Lỡ đi lòng vòng đây luôn không biết. Đây cặp với bên hông chùa. À, mới mưa có xíu quá trời nước. Đi vào ngõ cục. Ở Thủ Đức là ngập cũng không kém, không thua gì ở Bình Thạnh ha. Bờ sông quẹo đây cũng được nè. Đây là hẻm cùng. Mưa buồn phố thầy. Trời mưa này thì ăn mì gói là ngon nhất, nhanh gọn rẻ no lâu. Nhưng mà mì gói thì ở các đất nước cảnh báo là mì gói của Việt Nam có chất gây ung thư, mình cũng không hiểu sao. Rồi chúng ta ra đường lớn, bên kia cũng là hẻm cục. Hôm nay tưởng đâu đi trải nghiệm chuyến phà, nhưng mà buồn dễ sợ, phà hôm nay ngưng hoạt động luôn rồi. Hàng chi hôm bữa bên phía Bình Quế cũng thấy đóng cửa nhưng mà không có để cái thông báo. Ở đây người ta có để thông báo luôn. Ở đây cũng có nhiều món ăn hấp dẫn, nhiều quán ăn hấp dẫn như bánh xèo miền Tây, bánh xèo rau rừng gì lum. Ở bên trái là khu chùa Viên Dung. Đó, đây có con đường, chúng ta vô đây thử.
như những con hẻm ở đây sau cơn mưa nó đều đọng nước, và nếu mà mưa kéo dài thì nước sẽ đọng nhiều hơn, ngập lâu hơn. Ở đây có một số hẻm là đường đất, đường đá. Ở đây là hẻm số 54. Ở đây nhiều cái chỗ nhận giữ xe ô tô ghê, đất rộng quá. Lúc đây có đi thẳng ra Khai Vạn Cân hay là đi vô ngõ cục nữa. Rồi, có cái ống nước ngang đường, người ta bơm nước trong nhà ra, ngập quá trời. Đây giống như ở Bình Quế quá ha. Đây đường cục, đường đá. Ở hướng này là ra được Khai Vạn Cân. Này là hẻm Hồ Hồng, đường là đường số 34, đường 34 song song với đường 36 đi vô Bến Đỏ đó. Đường bê tông. Ở đây là đường Khai Vạn Cân, ở đây như cái dốc rồi đó. Đây phải đi lại đằng kia mới quay lại được ha, chứ không có chạy ngang qua đường được, nguy hiểm. Ở đây là ngã tư Khai Vạn Cân với lại Phạm Văn Đồng. Đem xuống đây mới quay đầu lại được. Ở chỗ này là đường xe nhiều, người ta không được quay đầu qua đường, nguy hiểm. Lại nghe cái cua nữa đó. À, rồi quay lại thôi, chỗ này ngập quá trời. À, giờ mình đi thẳng qua bên kia Khai Vạn Cân luôn ha. À, hôm nay đi khám phá con đường Khai Vạn Cân hơi nhiều luôn, từ đầu đường đến cuối đường. À, ngay chỗ này vừa phải đường Phạm Văn Đồng là đi về cầu vượt Linh Xuân, đi thẳng là về Linh Đông, ở trái là về phi trường Tân Sơn Nhất. Chúng ta đi cặp bình thân đường là một cây tủi, những vùng cánh trái này cứ xéo 11 giờ. Đường đó thì không có đường đi.
đường ở đây được xem như là đường Thao Vận Tân cũ á, mà nằm trên cái nền đất của Thao Vận Tân cũ không. Như đây là đường Vận Tân mới nè, nho 35.000 một ký, nho vườn là nho gì cả, nho nào không ở vườn, chắc nho Trung Quốc. Mấy xe đẩy đẩy này hay bán đồ không biết cái món hay bán đồ lạ lạ lắm. Bên phải là cầu Gò Dưa đó, nhưng mà ngày nay là xe lửa chạy. Chưa chưa 20.000 ký mà cầu cái đường ray xe lửa. Xóm ven đường ray xe lửa. Ở đây là con đường Thao Vận Tân cũ này. Lâu quá không nghe tới cái địa danh cái Thấu Qua Cà. Rồi, hôm nay đi cái hướng này mưa mát mẻ vô cùng. Như là đi tắm mưa. Tắm mưa ai cũng chạy quá trời nhanh. Con đường này mà không mưa là nắng rất là chói chang luôn á. Đường ray thì có một khu xóm và kế bên đường ray thì có một cái đường nước động ao tù, mình thấy đang ngọt. Đây là bên phải là đường Hiệp Bình, bên trái có chùa An Lạc. Ở đây chùa đông dữ nè, quá trời Phật tử luôn. Nay biết lễ hội gì. Là đi học cơ bản gì ta, học cái gì. Bên đạo là giáo lý, còn bên Phật là đại loại giống như học Phật.
quên tên cái lớp học á. Tiếp tục là đang mưa. Hồi nãy giờ mặt không mưa luôn chứ không có gỡ tới đây mặt nữa, mà mặt nữa hồi tới đoạn nữa lại hết nữa, rồi gỡ ra mặt vô gỡ ra hoài luôn. Tu cá sấu hoa cà sao vừa quên ta, tự nhiên em quên cái khu vực này. Góp ý nha, cho anh xin cái thông tin gì đó. Lâu quá quên khu cá sấu hoa cà. Nó một cây ba nữa tới mà. Thì nghe tiếng mưa lập bập trên cái áo mưa. Trời mưa, người ta bán áo mưa ven đường. Tranh thủ ha. À đây nhà sản phẩm da cá sấu. Gần với cơ sở sản xuất da cá sấu nên gọi là, nên đây có cái địa danh là cá sấu hoa cà đó. Ở đây chúng ta đang đi trên cái nền đất cũ đường Kha Vạn Tân, dọc theo đường ray xe lửa. Rồi thôi, chắc cái clip hôm nay cũng khá là dài rồi. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn trong những video clip về sau. Và hình ảnh video bến đò, cập nhật hình ảnh của bến đò, rồi khu đường Kha Vạn Tân cũ, rồi theo đường ray xe lửa đến khu cá sấu hoa cà. Hy vọng thông qua hình ảnh này gửi chút gì đó đến Sài Gòn, mang chút gì đó hình ảnh của quê hương đến tất cả các anh chị. Nhưng mà có dịp, chưa có dịp về Sài Gòn, cảm thấy đã nhớ ha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip lần sau.